Cho nên là tôi xin mời là Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Long sẽ trình bày tóm tắt các nghiên cứu AFI, Entrust và AF-PCI. Xin mời. Vâng, thưa các bạn, thì chúng ta đã rất nhiều năm vừa rồi chúng ta được trải nghiệm một nhóm thuốc chống đông thế hệ mới, hay còn gọi là nhóm chống đông NOAC. Và chúng ta đã được nghe rất nhiều báo cáo để thể hiện rằng NOAC của chúng ta đắt sắt ra miếng, tức là chúng ta NOAC đắt hơn và tốt hơn so với kháng vitamin K đơn thuần. Nhưng tuy nhiên, trên nền những bệnh nhân mà có cả dung nhĩ kết hợp thêm kèm phải chúng ta đặt stent mạch vành, thì phác đồ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? 2 thuốc chống đông hay 3 thuốc chống đông? Thì cho đến tháng 3 năm 2019 vừa rồi tại ESC, thì nghiên cứu cuối cùng trong nhóm NOAC đó là chính là nghiên cứu Entrust AF trên nền nhóm NOAC là Endosabang đã kết thúc toàn bộ 4 nghiên cứu lớn dành cho 4 NOAC hiện nay. Đó là bao gồm Pione trên nền Rivaroxaban, RE-DUAL PCI trên nền Dabigatran, Augustus trên nền Apixaban và Entrust trên nền Endosabang. Đã tổng hợp lại là khi chúng ta có một bệnh nhân dung nhĩ đang sử dụng thuốc kháng đông và cần phải can thiệp mạch vành, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Thì với các cái nhóm nghiên cứu này, thì trong đó nghiên cứu RE-DUAL PCI của Dabigatran so sánh việc sử dụng 3 kháng đông là bao gồm kháng vitamin K kết hợp với ức chế P2-I12 và aspirin, so sánh với việc sử dụng NOAC đơn thuần cộng với cả P2-I12. Và chỉ có một nghiên cứu duy nhất là nghiên cứu Augustus, là nghiên cứu đã thiết kế một cách rất độc lập, so sánh gồm tất cả 4 nhóm, bao gồm nhóm sử dụng kháng vitamin K kết hợp với P2-I12 hoặc là NOAC kết hợp với P2-I12, hoặc là 3 chống đông, trong đó chúng ta có thể sử dụng NOAC hoặc là kháng vitamin K. Thì đi vào nghiên cứu Augustus, nghiên cứu này là một nghiên cứu nhãn mở bao gồm 4.600 bệnh nhân được chia làm 2 nhóm. Là một nhóm sử dụng Apixaban 5mg 2 lần một ngày và nhóm sử dụng vitamin K. 2 nhóm này đều được sử dụng kết hợp thêm với cả kháng P2-I12, và 2 nhóm này được chia ngẫu nhiên, chia đôi, sử dụng kèm thêm aspirin hoặc là sử dụng placebo, với tiêu chí chính là tắc mạch, tỷ lệ tắc mạch hệ thống, tỷ lệ chảy máu, và tiêu chí phụ là tỷ lệ tử vong, tái nhập viện hoặc là tử vong hoặc thiếu máu do mọi nguyên nhân. Thì nghiên cứu sẽ so sánh, mục tiêu sẽ là so sánh giữa việc sử dụng Apixaban so với cả việc sử dụng kháng vitamin K đơn thuần, và sử dụng thứ hai là mục tiêu thứ hai là so sánh việc sử dụng placebo với cả aspirin. Và kết quả nghiên cứu cho thấy rằng là trong nhóm chúng ta sử dụng Apixaban so với kháng vitamin K, thì tỷ lệ xuất hiện biến cố chảy máu của nhóm Apixaban là thấp hơn so với kháng vitamin K. Và đối với cả 4 nhóm thì tỷ lệ chảy máu sẽ cao nhất trong trường hợp là chỉ dùng kháng vitamin K cộng với aspirin và cộng với kháng P2-I12, và thấp nhất là trong trường hợp là chúng ta chỉ sử dụng Apixaban kết hợp với cả kháng P2-I12. Và ngược lại, khi họ thấy rằng trong cái nhóm mà chúng ta sử dụng phác đồ 3 chống đông so sánh với việc sử dụng 2 chống đông, tức là có thể có sử dụng thêm aspirin đơn thuần, thì aspirin so với việc placebo chỉ làm tăng mức độ chảy máu, trong khi đó không làm cải thiện tỷ lệ tử vong cũng như tái nhập viện so với việc sử dụng placebo nếu kết hợp với 2 thuốc chống đông khác. Và tổng hợp chung thì thấy rằng là aspirin so với placebo, chúng ta nếu mà trên nền đã có kháng vitamin K hoặc NOAC kết hợp với kháng P2-I12, thì aspirin so với placebo không giúp cải thiện bất cứ một cái vấn đề nào về vấn đề cải thiện bảo vệ cho bệnh nhân về biến cố tắc mạch hệ thống, kể cả là stent hay là trong trường hợp là tắc mạch não. Và trong khi đó thì việc so sánh giữa Apixaban với kháng vitamin K đã thể hiện thấy rằng là việc sử dụng NOAC cho chúng ta là giảm tỷ lệ tai biến mạch não, và thứ hai là giảm tỷ lệ tái nhập viện, trong khi đó thì không tăng tỷ lệ chảy máu. Qua đó có thể nhận thấy rằng là lý do tại sao guideline đã đưa ra với việc là chúng ta thấy sự vượt trội của NOAC so với kháng vitamin K. Và khi đối với cả phác đồ 3 thuốc đơn thuần, nếu các bạn cần bỏ một thuốc thì đó chính là aspirin chứ không phải là kháng vitamin K. Next. Và đối với nghiên cứu Entrust AF-PCI trong tháng 3 năm 2019 vừa rồi thì kết quả của nghiên cứu là gì? Kết quả của nghiên cứu thì cho thấy tại sao cái kháng vitamin K của chúng ta không có được cái ưu thế so với NOAC. Đó chính là khi họ theo dõi từ ngày đầu tiên đến ngày 35 sau khi sử dụng kháng vitamin K thì thấy rằng cái tỷ lệ INR từ 2 đến 3 là cái INR mà chúng ta giúp cho bệnh nhân bảo vệ được về mặt huyết khối cũng như không làm tăng tỷ lệ chảy máu, thì thực ra thời điểm mà cao nhất chúng ta cũng chỉ đạt được đến 44% thôi. Đó là nguyên nhân tại sao khiến cho vitamin K chúng ta ít có tác dụng hơn và thiếu hơn so với cả NOAC. Và cuối cùng tổng hợp lại cả 4 nghiên cứu là gọi là nghiên cứu NOAC PCI thì chúng ta thấy rằng là đối với việc chúng ta sử dụng NOAC kết hợp với kháng vitamin K thì so sánh với cả là dùng NOAC kết hợp với cả P2I12 so sánh với kháng vitamin K thì thấy rằng việc chúng ta bảo vệ bệnh nhân khỏi việc tắc lại stent thì tương tự như nhau. Nhưng ngược lại, nếu khi chúng ta sử dụng NOAC kết hợp với cả P2I12 thì so với việc chúng ta sử dụng kháng vitamin K thì chúng ta đã giúp bệnh nhân giảm nguy cơ chảy máu. Đây là cái quyết định cuối cùng dẫn đến việc là trong guideline 2019 đã hướng dẫn là chúng ta nên chuyển sang phác đồ sử dụng NOAC cộng với một kháng P2I12. Tiếp theo, cái nghiên cứu tiếp theo năm nay đó là nghiên cứu AFI, là mục tiêu là chúng ta sử dụng Rivaroxaban trên nền những bệnh nhân dung nhĩ có bệnh mạch vành. Nhưng những bệnh nhân mạch vành ở đây là bệnh nhân mạch vành ổn định. Mạch vành ổn định là nghĩa là như thế nào? Là bao gồm nếu các bạn đã can thiệp mạch vành, bất kể là đặt stent hay là bắc cầu nối chủ vành, và trên 1 năm được gọi là mạch vành ổn định. Trường hợp thứ hai là chúng ta chụp lên thấy rằng bệnh nhân có hẹp trên 50% một nhánh lớn nhưng không cần thiết phải tiến hành can thiệp. Đây gọi là nhóm bệnh nhân mạch vành ổn định. Thì nhóm bệnh nhân này được chia làm 2 nhóm. Một nhóm là sử dụng Rivaroxaban đơn trị với liều là 10 đến 15 mg một ngày, và một nhóm là sử dụng Rivaroxaban cập nhật năm 2019 của ACC cũng như về tổng cập nhật focus vào vấn đề là dung nhĩ. Thì có một số trường hợp, thứ nhất là chúng ta phải đánh giá 2 thang điểm. Thứ nhất là đó là thang điểm HASPLE để xem là đánh giá cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân như thế nào, và thứ hai có những yếu tố giúp cho bệnh nhân cần phải yêu cầu duy trì cái chống đông mức độ mạnh hơn, bao gồm 3 chống đông. Ví dụ như là thế nào? Ví dụ như là tổn thương ở nhiều nhánh mạch vành, can thiệp ở chỗ chia đôi, can thiệp ở cái vùng thân trung động mạch vành trái hoặc đoạn đầu của động mạch liên thất trước, hoặc là có những cái yếu tố tăng đông khác kèm theo, ví dụ như là thiếu protein C, protein S. Thì những trường hợp đấy được yêu cầu là chúng ta có thể kéo dài cái chống đông phác đồ 3 chống đông đến trong vòng 3 tháng. Còn những trường hợp khác, những trường hợp không có yếu tố như vậy và cộng thêm, đặc biệt là nếu mà cộng thêm thang điểm Hasplash là cao trên lớn hơn bằng 3 điểm, chúng ta có thể sẽ chuyển ngay sau khi bệnh nhân ổn định và ra viện, chuyển ngay thành phác đồ 2 chống đông. Vâng. Xin có một cái câu hỏi cho thạc sĩ Long. Thì trong cái phần trình bày vừa rồi nó rất hay là đã đề cao cái vai trò của thuốc chống đông thế hệ mới. Tất nhiên chúng ta đã biết là đó là cái thuốc để dự phòng huyết khối trong cả cái bệnh nhân có dung nhĩ, và cái cơ chế tác động nó sẽ khác với aspirin. Thế trong cái phần nghiên cứu phần cuối của ông có nói là đến bây giờ người ta thấy rằng aspirin nó tăng cái nguy cơ chảy máu rồi là những cái biến cố rất nhiều, và người ta đã nghĩ đến cái chuyện các thuốc chống đông thế hệ mới có thể thay thế cho aspirin dùng cho những cái bệnh nhân can thiệp mạch vành ngay cả lúc nhịp xoang. Vậy thì tôi thấy rằng là hai cái loại thuốc đó cái cơ chế tác động khác nhau, một cái là tác động theo con đường khác nhau, cái ức chế của trần tiểu cầu, và hai cái huyết khối hình thành này nó cũng khác nhau. Vậy thì họ có đề cập tại sao lại có thể thay thế được như vậy không? Vâng, cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Đồng. Thì thực ra là như thế này, trong guideline năm 2019 của ESC về bệnh mạch vành ổn định, cái vấn đề sử dụng Rivaroxaban liều 2,5 mg trên nền những bệnh nhân mạch vành ổn định và nhịp xoang, thì đó là cái dựa trên nghiên cứu COMPASS. Và về mặt cơ chế chúng ta thấy rõ ràng là về mặt chống đông của mạch vành và cũng như chống đông về mặt dung nhĩ là khác nhau như tiến sĩ Đồng đã nói. Nhưng ngược lại trên nền những bệnh nhân ổn định thì các tác giả thấy rằng việc chúng ta giữ ổn định cái mảng xơ vữa là vai trò của statin. Tất cả những bệnh nhân này đều được dùng statin với liều tối ưu. Và ngoài ra theo ACC năm 2019 thì có một nghiên cứu thấy rằng là khi chúng ta sử dụng so sánh với cả việc sử dụng kháng vitamin K và sử dụng NOAC, tại sao NOAC lại có tác dụng tốt hơn? Đó là khi các bạn ấy chụp cắt lớp đa dãy là mạch vành và theo dõi lại sau khi sử dụng NOAC từ 3 đến 6 tháng thì nhận thấy rằng là chúng ta giảm được cái tỷ lệ cái mảng canxi hóa trong lòng cái mạch vành. Mặc dù vậy những cái vấn đề về như kiểu cái lớp mỡ thì chúng ta không thay đổi vì đó là cái tác dụng của statin. Thì đây có thể là một trong những cái tác dụng tiềm tàng khiến cho cái việc NOAC có tác dụng trên nền những bệnh nhân mạch vành ổn định. Và về mặt cơ chế chúng ta cần phải theo dõi thêm vì bản chất nghiên cứu COMPASS khi đưa vào trong ESC với số lượng bệnh nhân chưa đủ để đẩy mạnh để được đưa vào khuyến cáo mà chỉ là một phần nhỏ đưa thêm để thể hiện đó là một cái future, một cái tương lai để chúng ta có thể hy vọng là có một cái nhóm thuốc mới thay thế cho những cái aspirin. Vâng ạ, cảm ơn cái phần hai cái phần trình bày rất hay của Thạc sĩ Kiên và Thạc sĩ Long. Do điều kiện chương trình cũng đến đây cũng đã hết. Nếu như mà các quý vị ai còn có câu hỏi có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các tác giả về thời gian để chuẩn bị cho cái chương trình tiếp theo. Tôi xin tuyên bố là rất cảm ơn hai thạc sĩ đã có hai cái phần trình bày rất là thú vị và đóng góp nhiều cho chúng ta trong cái thực hành lâm sàng. Xin trân trọng cảm ơn.